Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vừa công bố kết quả đánh giá Bộ Chỉ số Phục vụ Người dân Doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tháng 9 năm 2024 của tỉnh. Theo đó, tổng hợp các nhóm chỉ số của tỉnh Hưng Yên đạt 83,47 điểm xếp hạng thứ hai trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, các chỉ số đều đạt cao hơn so với trung bình cả nước như chỉ số công khai minh bạch 12,7 trên 18 điểm, trung bình cả nước 9,6 trên 18 điểm, chỉ số tiến độ giải quyết 19,7 trên 20 điểm, trung bình cả nước là 17,3 trên 20 điểm, đạt tỷ lệ 98,7% xếp hạng thứ nhất trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến 7,9 trên 12 điểm, đạt tỷ lệ 84,2% xếp thứ ba toàn quốc. Thanh toán trực tuyến 8,9 trên 10 điểm, trung đạt tỷ lệ 61,2% chỉ số mức độ hài lòng 18 trên 18 điểm, trung bình cả nước 17,6 trên 18 điểm, đạt tỷ lệ mức độ hài lòng 100%. Các chỉ số về số hóa hồ sơ 16,2 trên 22 điểm, trung bình cả nước là 14,3 trên 22 điểm. Căn cứ kết quả nêu trên, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố thực hiện công khai kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính trên cổng trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị theo chỉ đạo của Ban dân tỉnh tại công văn số 97 ngày 15 tháng 1 năm 2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công tiến hành giả soát tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh triển khai thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao điểm số cũng như tỷ lệ các nhóm chỉ số đang ở mức thấp duy trì và phát huy hơn nữa các chỉ số đang ở mức tốt trong đó đặc biệt tăng cường các nhiệm vụ sau đây tuyên truyền hướng dẫn người dân doanh nghiệp khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu đã được số hóa từ kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trước đó nếu có để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính tiếp theo chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính như là đối với ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố có tỷ lệ số hóa thấp và đang có xu hướng chững giảm trong đó ủy ban nhân dân huyện Văn Giang có tỷ lệ thấp đạt 69,5% giao trung tâm thông tin hội nghị tỉnh công khai kết quả trên cổng thông tin điện tử tỉnh trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính công khai kết quả trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo quy định